Xin kính chào quý vị và các bạn đã theo dõi những tin tức mới nhất trên kênh YouTube Báo Sức Khỏe và Đời Sống. Thưa quý vị, mở rộng quá trình điều tra những sai phạm của tập đoàn Thuận An và Phúc Sơn, cơ quan chức năng phát hiện ra nhiều cán bộ đứng sau tiếp tay. Mới đây, Ban Nội chính Trung ương tổ chức họp báo thông báo kết quả phiên họp thứ 26 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Theo đó, trong hai vụ án trên có 8 cán bộ diện Trung ương quản lý bị khởi tố. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng thu giữ khối tài sản đồ sộ liên quan trong vụ án. 8 cán bộ diện Trung ương quản lý bị khởi tố vụ Thuận An Phúc Sơn. Cụ thể, vào chiều ngày 14 tháng 8, trong phiên họp thứ 26 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Hữu Đông cho biết, từ đầu năm đến nay đã có 47 cán bộ diện Trung ương quản lý bị kỷ luật, trong đó có 2 phó thủ tướng, nguyên phó thủ tướng chính phủ, 3 bộ trưởng, nguyên bộ trưởng, 7 bí thư, nguyên bí thư tỉnh ủy, thành ủy, 11 thứ trưởng, nguyên thứ trưởng và tương đương, 18 chủ tịch, nguyên chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, 2 chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, 4 phó bí thư, nguyên phó bí thư tỉnh ủy. Tổng cộng từ đầu nhiệm kỳ Đại hội 13 đến nay đã có 141 cán bộ diện Trung ương quản lý bị kỷ luật, trong đó có 31 ủy viên, nguyên ủy viên Trung ương, 24 sĩ quan cấp tướng. Liên quan đến các vụ án được Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, đã có 44 cán bộ diện Trung ương quản lý bị kỷ luật từ đầu năm. Riêng vụ án công ty AIC đã xử lý kỷ luật 89 tổ chức đảng và 126 đảng viên, trong đó có 25 cán bộ diện Trung ương quản lý. Vụ án dự án khu đô thị Đại Ninh, Lâm Đồng đã kỷ luật 6 tổ chức đảng, 14 đảng viên, trong đó có 7 cán bộ diện Trung ương quản lý. Hiện nay, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đang kiểm tra chỉ đạo kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với các tổ chức đảng, đảng viên liên quan đến vụ án Tập đoàn Phúc Sơn và Tập đoàn Thuận An. Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, vụ án Thuận An và Phúc Sơn đã được đưa vào diện Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi, chỉ đạo từ tháng 5. Cơ quan điều tra Bộ Công an đang tập trung cao độ để sớm kết thúc hai vụ án này. Vụ án Thuận An đã khởi tố 8 bị can, trong đó có một bí thư tỉnh ủy và một phó chủ nhiệm văn phòng quốc hội. Cơ quan cảnh sát điều tra đang làm rõ dấu hiệu sai phạm trong đấu thầu các dự án của tập đoàn Thuận An, mở rộng vụ án thu hồi tài sản cho nhà nước và xử lý nghiêm minh. Các bị can đã tự động nộp và vận động gia đình khắc phục thiệt hại, thu giữ 62 tỷ đồng và 42.000 đô la Mỹ. Cơ quan cảnh sát điều tra đang củng cố tài liệu chứng cứ để mở rộng điều tra và thu hồi tài sản. Vụ án Phúc Sơn đã khởi tố 23 bị can, trong đó có 6 cán bộ diện Trung ương quản lý, gồm một bí thư, một nguyên bí thư tỉnh ủy, một phó bí thư thường trực tỉnh ủy, 2 chủ tịch, một nguyên chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Cơ quan cảnh sát điều tra đã thu giữ trên 300 tỷ đồng, gần 2 triệu đô la Mỹ, trên 500 cây vàng và hơn 1.000 sổ đỏ. Cơ quan điều tra đang củng cố tài liệu chứng cứ mở rộng điều tra, thu hồi tài sản bị thất thoát và làm rõ sai phạm của các bị can. Theo đại diện Bộ Công an, với hai vụ án nêu trên, Ban Chỉ đạo không yêu cầu thời hạn hoàn thành, nhưng quan điểm của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an là hoàn thành càng sớm càng tốt. Hiện Tòa án Nhân dân tối cao TP.HCM đang chuẩn bị xét xử phúc thẩm giai đoạn 1, vụ Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng SCB. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an mở rộng điều tra đã ban hành kết luận điều tra và đề nghị truy tố 34 bị can trong các vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Cơ quan Cảnh sát điều tra đang điều tra vụ án đưa nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ trong khi thi hành công vụ xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng và các địa phương khác, đã khởi tố 9 bị can. Hai vụ án Phúc Sơn và Thuận An đã được đưa vào diện Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi, chỉ đạo. Đã có 8 cán bộ diện Trung ương quản lý bị khởi tố trong hai vụ án này. Cơ quan điều tra đang nỗ lực để sớm kết thúc các vụ án này, thu hồi tài sản cho nhà nước và xử lý nghiêm minh các sai phạm. Choáng ngợp biệt phủ kết xù của đại gia hậu pháo, từ nghèo khó trở thành chủ tịch lớn. Chủ tịch tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu có biệt danh Hậu Pháo, sinh năm 1981, trú ở phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội, trong khi quê gốc ở xã Tam Phúc, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Theo người dân huyện Vĩnh Tường, Nguyễn Văn Hậu có tuổi thơ đầy vất vả, từng phải chăn vịt để phụ giúp gia đình. Trước khi bước vào thương trường, ông chủ tập đoàn Phúc Sơn còn có giai đoạn kiêm cả nghề chạy xe ngựa. Sau đó, Nguyễn Văn Hậu quyết thoát khỏi lụy tre làng, gây dựng cơ nghiệp.
ngôi biệt thự được xây dựng rất lớn ngay cạnh quốc lộ 2C. Từ khi Nguyễn Văn Hậu bị bắt, ngôi nhà luôn đóng cửa. Camera được lắp xung quanh khu biệt thự này. Mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng do Nguyễn Văn Hậu và đồng phạm thực hiện xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn Phúc Sơn, viết tắt là tập đoàn Phúc Sơn, công ty cổ phần đầu tư thương mại và bất động sản Thăng Long, viết tắt công ty bất động sản Thăng Long và các đơn vị liên quan theo quy định khởi tố vụ án hình sự số 16 QĐ-CSKT-P7 ngày 26 tháng 2 năm 2024. Căn cứ lời khai của Nguyễn Văn Hậu, các bị can, đối tượng liên quan, tài liệu điều tra xác minh tại ba tỉnh Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi, Vĩnh Long và các đơn vị có liên quan. Thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước, ngày 7 tháng 3 năm 2024, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an quyết định 1. Khởi tố bổ sung vụ án về các tội, nhận hối lộ, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi, xảy ra tại tỉnh Vĩnh Phúc, tỉnh Quảng Ngãi, tỉnh Vĩnh Long và các đơn vị có liên quan. 2. Khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam, khám xét đối với 9 bị can gồm bà Hoàng Thị Thúy Lan, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc và ông Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc cùng về tội nhận hối lộ quy định tại khoản 4, điều 354 Bộ luật hình sự. Ông Cao Khoa, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, ông Đặng Văn Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, nguyên Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ngãi cùng về tội nhận hối lộ quy định tại khoản 4, điều 354 Bộ luật hình sự. Ông Hà Hoàng Việt Phương, Trưởng ban Quản lý khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp, nguyên Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ngãi. Ông Phạm Ngọc Thủy, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, nguyên Trưởng phòng Kỹ thuật và Chất lượng, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ngãi. Ông Lê Quốc Đạt, Giám đốc ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, nguyên Trưởng phòng Quản lý đầu tư Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ngãi. Và ông Phạm Ngọc Cương, Phó Giám đốc tập đoàn Phúc Sơn, cùng về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại khoản 3, điều 222 Bộ luật hình sự. Ông Đặng Trung Hoành, Chánh văn phòng Huyện ủy, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long về tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi, quy định tại khoản 3, điều 366 Bộ luật hình sự. Ngày 8 tháng 3 năm 2024, sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các quyết định và lệnh nêu trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tổ chức thi hành theo đúng quy định pháp luật. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang củng cố tài liệu, chứng cứ đối với các sai phạm của các bị can đã khởi tố, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ các sai phạm khác của tập đoàn Phúc Sơn tại các địa phương và các đơn vị có liên quan, áp dụng các biện pháp theo quy định của pháp luật để thu hồi triệt để tài sản cho nhà nước. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an kêu gọi các đối tượng có liên quan trong vụ án này khẩn trương đầu thú, tố giác tội phạm và khắc phục hậu quả để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. Trước đó, điều tra 2 trong 21 dự án với tổng mức đầu tư hơn 40.000 tỷ đồng của công ty cấp huyện Phúc Sơn, Công an phát hiện ra không kê khai tài chính, trốn thuế, gây thiệt hại hơn 640 tỷ đồng. Chiều ngày 2 tháng 3, tại cuộc họp báo chính phủ thường kỳ, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, tập đoàn Phúc Sơn do ông Nguyễn Văn Hậu, biệt danh Hậu Pháo, làm chủ tịch hội đồng quản trị, công ty hoạt động từ năm 2004 ở cấp huyện trong phạm vi mức độ vừa phải. Từ năm 2015, Phúc Sơn vươn mình mạnh mẽ khi nhận được nhiều công trình từ Bắc đến Nam. Hiện doanh nghiệp có 21 dự án với tổng mức đầu tư hơn 40.000 tỷ đồng. Trong vụ án vừa khởi tố, cơ quan điều tra bước đầu xem xét hai dự án ở Vĩnh Phúc, song đã xác định Phúc Sơn bỏ ngoài sổ sách, không kê khai tài chính, trốn thuế. Hành vi này gây thiệt hại cho nhà nước hơn 640 tỷ đồng. Theo Trung tướng Tô Ân Sô, doanh nghiệp đang nợ thuế hàng chục nghìn tỷ đồng, nhiều dự án chưa đủ điều kiện bàn giao nhưng Phúc Sơn đã bán và thu tiền của nhà đầu tư, gây thiệt hại cho các nhà đầu tư hàng chục nghìn tỷ đồng. Vụ án sẽ được mở rộng điều tra. Qua việc này, ông Sô cho rằng còn có trách nhiệm của cơ quan quản lý khi không kiểm kê tài chính, năng lực thực sự của doanh nghiệp. Phúc Sơn chỉ là công ty cấp huyện, năng lực vừa phải nhưng lại trúng thầu toàn các dự án hàng chục nghìn tỷ đồng. Tuy nhiên, các cơ quan quản lý không nắm được thực trạng và vấn đề cho thực hiện các dự án. Trong 6 bị can vừa khởi tố, nữ phó tổng giám đốc Phúc Sơn Nguyễn Thị Hằng mới học hết lớp 4. Theo đại diện Bộ Công an, nghèo vượt khó là tốt, rất khuyến khích. Thế nhưng, quá trình làm giàu không được xâm phạm đến quyền, lợi ích chính đáng của nhà nước và nhân dân. Trước đó, ngày 26 tháng 2, ông Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an khởi tố, tạm giam để điều tra về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Cùng tội danh, C03 bắt 3 cán bộ ở Tập đoàn Phúc Sơn là Nguyễn Thị Hằng, 47 tuổi, Phó Tổng Giám đốc, Đỗ Thị Mai, Kế toán trưởng, Hoàng Thị Tuyết Hạnh, Kế toán viên và Trần Hữu Định, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Á Group, Nguyễn Hồng Sơn, lao động tự do. Phạm vi điều tra được xác định tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Bất động sản Thăng Long và các đơn vị liên quan. Cảnh sát bước đầu xác định,
các bị can đã có các hành vi giả mạo, khai man để ngoài sổ sách kế toán doanh thu, tài sản liên quan, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho nhà nước. Ông Hậu Pháo được biết đến là doanh nhân trẻ, nắm phần lớn cổ phần của tập đoàn Phúc Sơn với khối tài sản khủng. Tập đoàn có trụ sở chính ở huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản xây dựng. Vừa qua, tập đoàn này cũng vướng nhiều lùm xùm liên quan đến dự án khu trung tâm đô thị, thương mại, dịch vụ, tài chính, du lịch Nha Trang trên khu đất 62,9 ha. Từ kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Thanh tra Chính phủ, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa yêu cầu doanh nghiệp này phải nộp hơn 11.000 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước. Tuy nhiên đến nay, tập đoàn Phúc Sơn chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính, các dự án vẫn dở dang. Thưa quý vị, Nguyễn Văn Hậu hay còn gọi là Hậu Pháo là chủ tịch của tập đoàn Phúc Sơn. Hậu Pháo là một đại gia nước tiếng tại quê nhà Vĩnh Phúc, dẫn dắt doanh nghiệp lớn nhanh như thổi. Tuy nhiên, với sự phát triển nhanh chóng đã đưa đại gia này vướng phải loạt sai phạm. Theo những người dân tại quê nhà vị đại gia cho biết, Hậu Pháo có một tuổi thơ vất vả, nghèo khó. Liệu rằng những sai phạm của hai tập đoàn này sẽ được giải quyết ra sao? Tất cả những tin tức mới nhất của vụ việc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.